Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ 6 ngày 23 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Sở Tài nguyên và Môi trường kỷ niệm 20 năm thành lập, đánh dấu kết quả quan trọng của ngành đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình. Các doanh nghiệp dệt may nỗ lực phục hồi sản xuất sau nhiều khó khăn gặp phải từ đầu năm đến nay. Huyện Đông Hưng xét xử lưu động 4 vụ án hình sự liên quan đến tội phạm về ma túy và cướp giật tài sản. Mở đầu là thông tin liên quan đến chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Hôm nay, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường và thông qua một số dự án luật và nghị quyết quan trọng. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình dự buổi thảo luận. Trong buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật đấu thầu sửa đổi với tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành cao. Luật gồm 10 chương, 96 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Luật sửa đổi có nhiều điểm mới, nhất là áp dụng đối với đối tượng áp dụng luật đấu thầu, các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quy định về giá gói thầu, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong đấu thầu và một số quy định mới về đấu thầu liên quan đến lĩnh vực y tế. Luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thể hiện cụ thể tại các điều sửa đổi của dự thảo luật và làm rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu, bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo. Các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Dự thảo luật có bố cục gồm 6 chương, 34 điều. Nội dung của dự thảo luật được xây dựng trên cơ sở 4 nhóm chính sách. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành luật, đồng thời cho rằng nội dung của dự thảo luật cơ bản phù hợp với đường lối chủ trương chính sách của Đảng, phù hợp với hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, sau khi nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết với 470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Nghị quyết đã sửa đổi bổ sung một số nội dung mới và nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Cũng trong chiều nay, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo phân công của Chủ tịch Quốc hội. Chiều nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, 25 tháng 6 năm 2003, 25 tháng 6 năm 2023. Tới sự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên đất, nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, tăng cường công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian để tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân giải quyết các thủ tục. Đến nay đã hoàn thành cung cấp dịch vụ công mức độ 2, 3, 4 đối với 100% thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định luật bảo vệ môi trường của các tổ chức cá nhân. Từ những thành tích nổi bật đó, Sở Tài nguyên và Môi trường vinh dự được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng cờ thi đua, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tặng Sở Tài nguyên và Môi trường bức chướng mang dòng chữ Đoàn kết kỷ cương tận tâm, xây dựng Thái Bình phát triển nhanh, bền vững. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ngành tài nguyên và môi trường đối với sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, ngành tài nguyên và môi trường là ngành quản lý nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến hầu hết các ngành kinh tế xã hội của tỉnh và nắm giữ nguồn lực quan trọng cho phát triển, đó là đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường cần xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ tinh thông, bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong việc quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường. Làm thế nào đó để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của ngành tài nguyên môi trường phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phải có phẩm chất đạo đức tốt và phải có bản lĩnh nghề nghiệp trong giai đoạn này.
rồi là công tác kiện toàn cái tổ chức bộ máy, hiểu ra cũng là một yêu cầu đặt ra, làm sao nó phải tinh gọn, nó hiệu quả. Chúng ta đang trên đường hoàn thiện cái luật đất đai sửa đổi, luật sửa đổi đất đai đó, thì những vấn đề bất cập về tổ chức bộ máy hiện nay thì chúng ta cũng cần phải được đặt ra và cũng phải được lãnh đạo ngành tài nguyên môi trường tham mưu, có thể tham mưu trực tiếp tham mưu hoặc có thể thông qua tham mưu qua ủy ban tỉnh để chúng ta tham gia góp ý để làm sao là cái đội ngũ cái tổ chức bộ máy chúng ta hợp lý nhất, hiệu quả nhất, hoạt động để từ cái hợp lý nhất đấy, khoa học nhất thì đưa đến là cái hiệu quả hoạt động tốt nhất. Đồng chí cũng đề nghị ngành tài nguyên và môi trường cần quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, có các giải pháp đồng bộ để quản lý và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả, xử lý tốt tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của ngành, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện tốt công tác quản lý môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt và các lĩnh vực về tài nguyên, đất, nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự lễ trao bản ghi nhớ về chương trình đối tác tăng trưởng đô thị giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình với Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhân chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc đến Việt Nam. Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị là chương trình tăng cường trao đổi và hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hạ tầng công cộng như đô thị mới, khu công nghiệp, nhà ở, giao thông trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Thông qua sự giới thiệu của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới, việc hợp tác giữa hai bên là phù hợp với chủ trương phát triển các khu công nghiệp và hạ tầng công cộng, phục vụ phát triển kinh tế và đô thị của tỉnh Thái Bình, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi các nhà đầu tư Hàn Quốc vào khảo sát, đầu tư tại tỉnh ngày càng tăng lên. Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc là một doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu của chính phủ Hàn Quốc. Các lĩnh vực bất động sản được Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc phát triển gồm nhà ở xã hội, thành phố thông minh, khu công nghiệp, phát triển thành phố mới và tái tạo đô thị. Tại Hàn Quốc, tập đoàn Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc đang đầu tư phát triển 13 khu công nghiệp phức hợp, tổng mức đầu tư là 6.385 tỷ won, tương đương với 5,6 tỷ đô la Mỹ. Thái Bình có lợi thế về quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, đặc biệt là khu kinh tế ven biển. Có hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi, Thái Bình cũng đang phát triển nhiều khu đô thị quy hoạch triển khai các dự án nhà ở xã hội. Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Thái Bình ở mức 11%, thấp hơn so với trung bình của khu vực và cả nước. Do vậy, việc ký kết bản ghi nhớ là phù hợp với tiềm năng, nhu cầu và mong muốn hợp tác của hai bên. Bản ghi nhớ được ký kết, triển khai thành công sẽ giúp hình thành các khu đô thị mới thông minh, các khu công nghiệp và hạ tầng công cộng nhằm ứng phó một cách chủ động với các vấn đề đô thị có thể phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thu hút thúc đẩy đầu tư Hàn Quốc và tỉnh Thái Bình trong thời gian tới, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc-Việt Nam nhằm thúc đẩy lợi ích của hai quốc gia. Chiều nay, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tiếp xúc với cử tri 12 xã thị trấn của huyện Kiến Sương trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tại hội nghị, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2023. Đại diện cử tri nhất trí với nội dung chương trình kỳ họp, đồng thời kiến nghị các cấp các ngành một số vấn đề, tăng cường kiểm tra chất lượng nước sạch tại các nhà máy để người dân yên tâm sử dụng, tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin nhanh tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh và chuyển các sở ngành liên quan xem xét giải quyết. Cũng trong chiều nay tại xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện tiếp xúc với cử tri các xã Vân Trường, Bắc Hải, Phương Công, Tây Tiến, An Ninh trước kỳ họp thứ 6. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông báo với cử tri về thời gian và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp. Các cử tri cũng đã kiến nghị tỉnh, huyện
hỗ trợ tu bổ, nâng cấp một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp, xem xét điều chỉnh tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng. Đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện đã giải trình, làm rõ một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, tổng hợp gửi kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện tới. Sáng nay tại xã Hồng Thái, đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện Kiến Sương tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh số 11. Đại biểu cử tri 15 xã của huyện Kiến Sương cơ bản nhất trí với dự kiến nội dung kỳ họp, đồng thời kiến nghị ngành chức năng có giải pháp để đầu tư xây dựng các điểm gác nước đã xuống cấp, xử lý những điểm đen khu vực cầu và một số tuyến đường qua xã Hồng Thái, Trà Giang, xử lý những cơ sở kinh doanh thực phẩm, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, đầu tư nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, xem xét giải quyết vấn đề chất lượng nước sạch để người dân yên tâm sử dụng, có phương án cho các địa phương xây dựng nhà máy xử lý rác công nghệ cao để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do việc chôn lấp và đốt bằng lò thủ công đã không còn phù hợp. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu giải trình và làm rõ một số vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị huyện Kiến Sương tiếp thu ý kiến của cử tri và có giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Sáng nay, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo nghị quyết quy định mức lập dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và một số định mức chi quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Dự thảo nghị quyết khi được ban hành sẽ khắc phục bất cập của các quy định trước đây, đặc biệt là liên quan tới ngày công lao động của các chức danh tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Định mức thù lao với các chức danh khoa học được quy định tại nghị quyết cao hơn so với quy định cũ, sát hơn với điều kiện thực tế. Ngoài ra, dự thảo nghị quyết cũng tăng định mức chi đối với các nội dung chi cho công tác quản lý, giúp nâng cao chất lượng của các hội đồng tư vấn về khoa học và công nghệ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là nghị quyết rất quan trọng, tác động đến khá rộng các đối tượng tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cơ sở. Do vậy, nội dung dự thảo nghị quyết phải được nghiên cứu kỹ, chặt chẽ, đặc biệt việc xây dựng các định mức chi đối với từng đối tượng cụ thể để khi triển khai thực hiện đảm bảo sự công bằng, chặt chẽ, khuyến khích được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu xem xét trong kỳ họp tới. Chuyển sang các tin tức về kinh tế. Thưa quý vị, sau thời gian thu hoạch lúa, việc vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ trên đồng là vấn đề được nhiều nông dân quan tâm. Để giúp nông dân xử lý và tận dụng sử dụng rơm rạ triệt để, không ảnh hưởng đến môi trường, sáng nay tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Sương, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Trường tổ chức hội thảo mô hình máy cuốn rơm rạ. Đây là mô hình làm điểm cho các huyện, thành phố. Máy cuốn rơm rạ có thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển qua các bờ ruộng nhỏ, phù hợp với đồng ruộng có nền đất yếu. Trong quá trình vận hành, các loại rơm rạ sẽ được máy cuốn đều thành cuộn. Công suất cuốn rơm rạ từ 80 đến 120 cuộn trên một giờ. Máy cuốn rơm rạ được vận hành và sử dụng có hiệu quả nhất đối với đồng ruộng được thu hoạch bằng máy gắt đập liên hợp, rơm rạ được giải phóng theo hàng. Theo thống kê của các nhà chuyên môn, sau mỗi vụ lúa thì cứ thu hoạch được 1 tấn thóc sẽ có khoảng 1 tấn rơm rạ. Hiện nay theo giá thị trường, mỗi cuộn rơm có giá bán từ 20 đến 24.000 đồng. Qua đánh giá của ngành chuyên môn, với diện tích gieo cấy lớn tại Thái Bình, việc sử dụng máy cuốn rơm rạ sẽ giải quyết vấn đề vệ sinh đồng ruộng và mang lại một nguồn thu cho người nông dân. Đây là cách thức cần được nhân rộng cho các địa phương nhằm tận dụng triệt để nguồn rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch, đồng thời tránh được tình trạng đốt rơm rạ tràn lan gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, trong khi nhiều công ty đang phải ăn đong từng đơn hàng thì vẫn có doanh nghiệp đã có đơn hàng dài hạn đến tận đầu năm tới. Sản xuất dần phục hồi, công nhân có việc làm ổn định với mức thu nhập khá hơn so với thời điểm cuối năm ngoái. Ghi nhận của phóng viên tại Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai, xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ. Công ty này chuyên sản xuất đồng phục y tế xuất khẩu thị trường Mỹ. Nếu như thời điểm đầu năm, số lượng đơn hàng ít, thu nhập của chị Duân cũng như các công nhân lâu năm khác trong công ty chỉ khoảng 7 triệu đồng một tháng, thì nay công việc ổn định, thu nhập cũng cao hơn. Em làm việc ở công ty thì đến giờ là cũng gần 4 năm rồi. Thì công ty luôn có những đơn hàng dài để cho công nhân sản xuất ấy. Và thu nhập thì rất là ổn định. Thu nhập tháng vừa rồi của em được 9 triệu ạ. Bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, kinh tế thế giới suy thoái, nên các nước châu Âu, Mỹ giảm đơn hàng. Đối tác của công ty cắt giảm 40% đơn hàng so với mọi năm. Lúc này,
cùng với nỗ lực tìm kiếm thị trường mới, mặt hàng sản xuất mới để duy trì việc làm cho người lao động. Công ty thay đổi nhiều phương án, điều chỉnh kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh để thích ứng. Bắt đầu từ tháng 4, những đối tác lâu năm đã quay lại ký kết hợp đồng với công ty, đơn hàng xuất khẩu ổn định trở lại. Để duy trì đơn hàng này thì nhà máy cũng đã có những cái đảm bảo được về mặt chất lượng sản phẩm, thứ hai nữa là cái giá thành để làm sao mình đưa được cái giá hợp lý nhất để mình cạnh tranh được thì mình mới lấy được đơn hàng để ổn định duy trì cái sản xuất ạ. Hiện tại, công ty đã có đơn hàng đến hết tháng 1 năm tới. Trung bình mỗi tháng xuất 60.000 sản phẩm. Để kịp thời đáp ứng đơn hàng giao cho đối tác, công ty có kế hoạch mở rộng thêm 3 chuyển may và tuyển bổ sung khoảng 100 lao động. Nâng cao chất lượng, giữ chữ tín, linh hoạt trong kinh doanh là bí quyết giúp công ty này từng bước vượt qua khó khăn, dần phục hồi sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Các tin tức tiếp theo sẽ có trong chương trình. Ứng dụng khoa học kỹ thuật cao và điều trị vô sinh hiếm muộn đã giúp ươm mầm hạnh phúc cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Huyện Đông Hưng xét xử lưu động 4 vụ án hình sự liên quan đến tội phạm về ma túy và cướp giật tài sản. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 với gần 21.000 thí sinh dự thi. Đến thời điểm này, việc chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh Thái Bình được thực hiện theo đúng kế hoạch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Buổi ôn tập cuối cùng của học sinh khối 12 trường Trung học phổ thông Tây Tiền Hải. Đến thời điểm này, các em hoàn thành kỹ năng làm bài, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các thầy cô đã phổ biến rất kỹ những cái điều mà chúng em nên làm và những việc không được làm như là thời gian có mặt tại điểm thi, những cái vật dụng được mang vào phòng thi và cách xử lý tình huống khi mà xảy ra tình huống là quên căn cước công dân hoặc là thẻ dự thi ạ. Có một số cái điểm mới trong quy chế so với lại các cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm trước. Điện thoại và tư trang của những người làm thi ở cái khu vực thi thì đều phải được niêm phong dưới sự chứng kiến của công an và sự bảo vệ an toàn của cán bộ công an. Cái việc mà ký nhãn niêm phong ở cái tủ đựng đề thi bài thi ấy, thì là phải có chữ ký của 3 thành phần quy định cái vật dụng mang vào phòng thi của thí sinh. Đến nay, 35 địa điểm thi trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đảm bảo hệ thống điện quạt mát, các phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng được bố trí đầy đủ. Đến thời điểm này thì điểm thi trường Trung học phổ thông Nam Thiền Hải, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2003 thì đã cơ bản đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, về phòng bảo vệ đề thi và bài thi. Chúng tôi đã bố trí một phòng đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn để phục vụ cho cái việc bảo quản đề thi, bài thi. Trước yêu cầu của kỳ thi, ngành giáo dục đào tạo đã phối hợp với công an tỉnh triển khai lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho kỳ thi. Công ty Điện lực Thái Bình xây dựng phương án ưu tiên cung cấp điện kịp thời, đầy đủ cho các điểm thi, hội đồng thi trong thời gian diễn ra kỳ thi. Công ty mình đã lập các phương án cấp điện và duy trì cấp điện theo các cái danh sách mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình cung cấp. Chúng tôi đảm bảo cấp điện cho các cái nơi điểm mà ra bảo quản đề thi, các cái điểm mà tổ chức coi thi và sau đó là tất cả các cái điểm tổ chức chấm thi thì chúng tôi cũng đã duy trì cấp điện ổn định. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6. Với gần 21.000 thí sinh dự thi và 3.000 cán bộ tham gia làm thi, đến thời điểm này, các cán bộ làm thi đều được tập huấn quy chế thi, ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và chính quyền các địa phương để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao. Thưa quý vị, được làm cha làm mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người, thế nhưng không phải ai cũng có may mắn đó. Với đội ngũ chuyên gia đầu ngành, cùng với hệ thống máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại nhất, Trung tâm Thụ tinh trong ống nghiệm Bệnh viện Phụ sản An Đức đã và đang đồng hành hiệu quả cùng những cặp vợ chồng hiếm muộn, mang đến cho họ một mái ấm gia đình đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Không gì có thể diễn tả hết được niềm vui của vợ chồng chị Hoài lúc này. Sau hơn 4 năm tìm kiếm cơ hội có con ở khắp các bệnh viện,
mà không có kết quả. Vợ chồng chị quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản An Đức với hy vọng may mắn sẽ đến với mình. Và hạnh phúc như vỡ hòa khi ngay lần chuyển phôi đầu tiên đã thành công. Vợ chồng chị sẽ đón hai bé trai trong ít ngày nữa. Cũng lâu rồi hai vợ chồng cũng đi thăm khám các nơi ấy. Cũng nhiều lần cũng thất vọng, cứ đi lại không được ấy. Thì là lần này đến Bệnh viện An Đức ấy, thì được các bác sĩ hỗ trợ rồi thì thăm khám rồi thì bác sĩ nói chung là quan tâm chăm sóc nhiệt tình ấy. Lần nào đến các bác sĩ cũng nhiệt tình ấy. Thế là bây giờ sắp sửa đến ngày kiểu đón các em ấy thì hai vợ chồng cũng vui, cũng háo hức. Khi mà vợ chồng chị Hoài đến với chúng tôi, khi mà thăm khám thì chúng tôi phát hiện ra là cái việc mà của chị là bị tắc hai vỏ trứng hai bên. Khi mà tắc hai vỏ trứng hai bên như thế thì mình cũng chỉ còn một cái phương án duy nhất, đấy là mình làm IVF. Trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm An Đức, IVF An Đức, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2022. Với sự chuyển giao kỹ thuật từ các đơn vị đầu ngành cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ, IVF An Đức đã và đang mang tới nhiều niềm vui, hạnh phúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Tỷ lệ thụ tinh của IVF An Đức hiện nay thành công trên 80%. Cái đội ngũ cán bộ của chúng tôi để thực hiện kỹ thuật IVF, chúng tôi gửi vào Bệnh viện Từ Dũ là trung tâm lớn nhất tại Việt Nam để đào tạo nhân viên từ tất cả các kỹ thuật để thực hiện được một ca IVF. Cộng với đó chúng tôi có kết hợp và được sự hỗ trợ trực tiếp của giáo sư, nguyên là Thứ trưởng Bộ Y tế, giáo sư Nguyễn Viết Tiến, là một trong những chuyên gia đầu ngành về IVF tại miền Bắc. Thế và trong đơn nguyên hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Từ Dũ thì chúng tôi cũng hợp đồng với các bác sĩ chuyên sâu về phôi. Việc làm chủ được kỹ thuật IVF không chỉ đánh dấu bước phát triển của Bệnh viện Phụ sản An Đức mà còn của ngành y tế Thái Bình trong điều trị vô sinh hiếm muộn. So với việc lựa chọn thực hiện kỹ thuật này tại các bệnh viện tuyến trung ương, người dân Thái Bình và các tỉnh lân cận có điều kiện thuận lợi hơn trong việc đi lại, chăm sóc cũng như giảm được nhiều chi phí phát sinh. Đây là hành trình không có điểm dừng, bởi hạnh phúc của người bệnh chính là mục tiêu phấn đấu cho những thành công mới của Bệnh viện Phụ sản An Đức. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm ngày 21 tháng 6 năm 2023 và rạng sáng ngày 22 tháng 6, kè Đông Minh, huyện Tiền Hải đoạn từ K21 cộng 100 đến K21 cộng 200, đê biển số 6 có diễn biến sạt lở, có đoạn ăn sâu vào chân đê làm sạt lở 5 ống bi và lăng thể đá hộc trên kè. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do yếu tố dòng chảy và kết hợp dao động mực nước thủy triều rất lớn tại khu vực lạch Cửa Lân. Đây là sự cố rất nguy hiểm bởi tại vị trí mái kè là mái đê và còn có xu hướng tiếp tục sạt lở tiếp, đe dọa trực tiếp đến an toàn cửa đê biển số 6, có nguy cơ gây vỡ đê khi có bão đổ bộ. Trước tình trạng khẩn cấp, huyện Tiền Hải đang chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc, ban hành tình huống khẩn cấp xử lý sự cố theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động ứng phó với các tình huống, không kể thời gian sáng tối để nhanh chóng ra cố đê, chỉ đạo nạo vét, khơi thông dòng chảy để việc lưu thông nước được thuận lợi, không ảnh hưởng đến sạt lở đê sau này. Cuối chương trình là thông tin liên quan đến an ninh trật tự. Sáng nay tại xã Đông Quang, Tòa Nhân dân huyện Đông Hưng tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 vụ án về tội cướp giật tài sản. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Trần Mạnh Hùng sinh năm 1987, trú tại thôn Phương Quả Đông, xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ; Phạm Duy Giang sinh năm 1984, trú tại tổ 4, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình; Phạm Công Ngành sinh năm 1972, trú tại thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng. Các bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đông Hưng truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Căn cứ các tài liệu trong vụ án, lời khai nhận của bị cáo và đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Giang 2 năm 3 tháng tù giam, Phạm Công Ngành và Trần Mạnh Hùng mỗi bị cáo 2 năm tù giam. Cũng trong sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Đông Hưng đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Tuyên sinh năm 1990, trú tại thôn Lại Xá, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, 2 năm 6 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.